6. Tà chấp chỗ trở về mà kỳ thật không phải là chỗ trở về. Kinh văn Hữu thiện nam tử cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên, việt dịch lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt giảng lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành hành giả người đang tu tập pháp môn nhĩ căn viên thông hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình quán sát cùng tổ tánh không của hành ấm anh ta đã nghiên cứu cùng tận hành ấm thấy nó hoàn toàn không và đã vượt qua được hành ấm, đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Đã chấm dứt được hẳn ý niệm con đường sinh diệt nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Kinh văn nhược ư viên minh kế minh trung hư phi diệt quần hóa dĩ vĩnh diệt y vi sở quy y sinh thắng giải giả thị nhân tác đọa quy vô quy chấp vô tưởng thiên trung chư thuấn nhã đa thành kỳ bạn lữ mê phật bồ đề vong thất tri kiến Việt dịch, nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn, làm nơi nương về rồi xem đây là kiến giải đúng đắn, thì người ấy sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy. Thành bè bạn của nhóm Thuấn Nhã Đa ở cõi trời vô tưởng, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Giảng, nếu nơi cảnh viên minh chấp cái rỗng không trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi nương về, hành giả chấp có cái rỗng không trong tánh viên minh, do đó chối bỏ mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt làm nơi nương về, anh ta suy đoán có cái rỗng không ở trong tánh sáng suốt tròn đầy. Nhưng đó không phải là thực tại, đó phải chăng là chối bỏ sự hiện hữu của hết thảy chúng hữu tình hay sao? Do vậy đó không phải là chỗ tịch diệt để nương về, thế mà hành giả vẫn quy hướng về nơi tịch diệt ấy rồi xem đây là kiến giải đúng đắn. Nếu hành giả xem đây là kiến giải đúng đắn, nếu anh ta khởi lên sự hiểu biết điên đảo này thì sẽ rơi vào sai lầm, thì người ấy sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy. Anh ta muốn có một nơi để quay về nương náu nhưng chưa tìm thấy, nơi ấy chẳng phải vĩnh viễn sinh hoặc vĩnh viễn diệt, nên đó không thể là nơi nương nhờ được, đó là nơi mà hành giả muốn quay về nương tựa, nên đó đó chẳng phải là nơi chân thực để quay về. Thành bè bạn của nhóm Thuấn Nhã Đa ở cõi trời vô tưởng, kiến chấp của hành giả chẳng phải là ở cõi trời vô tưởng trong cõi trời tứ thiền, mà là ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Thần hư không Thuấn Nhã Đa ở đây trở thành bạn bè với hành giả. Mê lầm tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Kinh văn thị danh đệ lục viên hư vô tâm thành không vong quả vi viễn viên thông bối niết bàn thành sinh đoạn diệt trùng việt dịch đây là loại thứ sáu viên thành cái tâm hư vô lập nên cái quả không mất trái xa tính viên thông nghịch với đạo niết bàn làm sanh khởi giống đoạn diệt giảng đây là loại thứ sáu viên thành cái tâm hư vô lập nên cái quả không mất đây là loại thứ sáu của kiến giải điên đảo nhận cái ngoan không và căn cứ vào ý tưởng về cái không ở trong tánh viên minh cảnh giới hành giả đạt được là không có thực hành giả trái xa đạo viên thông công phu tu tập hoàn toàn trái xa với pháp môn nhĩ căn viên thông nghịch hẳn với đạo niết bàn những công hạnh anh ta tu tập đều ngược với hướng đến quả vị vi diệu của niết bàn làm sanh khỏi giống đoạn diệt